Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô BK có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Em là Vũ Tới, đại diện nhân viên bán hàng của siêu thị ô tô BK, có số điện thoại là 0977 500055. Quý anh chị nào cần hỗ trợ thông tin chi tiết về chiếc xe thì liên hệ và hẹn để xem xe. Giới thiệu qua cho quý anh chị về địa chỉ showroom em. Bên em có hàng trăm mẫu xe, các mẫu xe sedan và các mẫu xe gầm cao rất là nhiều. Và sau showroom của em đó là bến xe Mỹ Đình. Và phía bên tay phải của em đây đó là Toyota Mỹ Đình. Và cổng xa ngoài kia, phía xa ngoài kia đó là lối đi vào của showroom em. Và hiện tại đoạn đường đi vào showroom em đang được làm và thi công. Hôm nay em mang đến cho quý anh chị và các bạn một mẫu xe Honda CRV, xe gia đình biển Hà Nội quý anh chị nhá. Chiếc xe vô cùng chất lượng, màu đen. Và mời quý anh chị cùng em đánh giá qua chi tiết. Và quý anh chị nào quan tâm chiếc xe này, giá chỉ bằng hơn một chiếc Vios một tí thôi. Động cơ 2.0 rất tiết kiệm nhiên liệu, máy Honda rất bền nhá quý anh chị nhá. Đèn bi xi lông quý anh chị ạ. Và cụm đèn trước của chiếc xe còn rất là sáng. Chiếc xe có biểu tượng Honda, mặt ca lăng mạ chrome. Và lốp đã được thay nguyên một dàn lốp cho quý anh chị. Và la răng cỡ 17 inch, rất là lớn. Khoảng sáng gầm của chiếc xe cũng rất là cao. Xe được trang bị phụ kiện rất nhiều cho xe. Ôm bậc lên xuống và viền mạ chrome. Giá lóc thể thao, gương kính đã được trang bị chỉnh điện nha quý anh chị nhá. Nội thất của chiếc xe, sau những năm tháng sử dụng thì nội thất chiếc xe sử dụng vẫn còn khá là tốt và giữ gìn. Nội thất màu kem quý anh chị nhá. Tablo chiếc xe chạy 8.2 rồi quý anh chị ạ. Tablo và nội thất của chiếc xe còn rất là sáng, sử dụng rất giữ gìn. Đây hàng ghế thứ hai của chiếc xe quý anh chị nhá. Kệ để tay và theo năm tháng sử dụng vẫn còn có chút lếp nhăn. Và xe được trang bị cả khóa cửa trẻ em. Phía sau, hàng ghế sau, giá lóc và ngoài ra phía sau xe nó bầu, nó bự chiếc xe nhìn rất là kết chiếc xe nhá quý anh chị nhá. Ngoài ra cốp của hàng ghế thứ ba này cũng rất là rộng, lốp sơ cua và bộ thay lốp còn sử dụng khá là hiệu quả nhá. Xe gia đình gầm cao mà chỉ ngang với chiếc Vios 2014 quý anh chị nhá. Camera lùi, cảm biến sau trang bị đầy đủ, tích hợp với lại trên một chiếc xe. Hàng ghế lái và táp bi cửa của chiếc xe đây quý anh chị nhá. Gương kính được trang bị chỉnh điện, chế độ lái tiết kiệm. Chìa khóa vẫn là chìa khóa chỉnh cơ. Và ngoài ra với chiếc xe gia đình như thế này, quý anh chị còn được sử dụng ga tự động Cruise Control, rất hiệu quả khi đi trên đường. Và tích hợp trên nút vô lăng, ở trên vô lăng này các nút tăng giảm âm lượng và nghe gọi. Màn hình có GPS, đài FM, đầu đĩa DVD. Điều hòa thì được trang bị điều hòa tự động. Hộp số tự động nhé quý anh chị nhé. Nội thất của chiếc xe và ngồi trong xe cảm giác rất là cao xe quý anh chị nhé. Rất là cao luôn ạ. Và em cao 1m8, ngồi vẫn còn rất là thoải mái. Mời quý anh chị cùng em xem qua khoang động cơ, khoang máy của chiếc xe nhé. Bên em có hàng trăm mẫu xe, giá cả linh hoạt, phù hợp cho quý anh chị chạy gia đình. Và bên em những chiếc xe về cửa hàng thì vẫn còn hỗ trợ trả góp cho quý anh chị nhé. Hỗ trợ cho quý anh chị trả góp. Xe thì máy móc còn nguyên bản theo xe. Với chiếc xe đã qua sử dụng thì em cam kết với quý anh chị một chiếc xe không bị tai nạn,
không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ, xe không bị thủy kích và vẫn hỗ trợ trả góp. Quý anh chị chỉ cần đâu đó với chiếc xe này là 188 triệu, là quý anh chị mang một chiếc xe về với gia đình của mình. Bên em hỗ trợ trả góp cho quý anh chị lên đến 70%. Chiếc xe này em đang bán với giá là 605 triệu. Và hỗ trợ thương lượng cho quý anh chị khi quý anh chị thiện chí gọi qua số điện thoại 0977 500 055. Kết thúc video, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị.